Shop nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Làm cái cửa xương xương vậy, chúng ta nhảy ra thì nó vỡ sọ thôi anh em. Giống như cái thằng nó gài ở ngay cửa giống mình lúc này, nó hành cho mình sấp mặt. Nó hành cho mình sấp mặt luôn anh em. Nó hành cho mình sấp mặt luôn anh em. Nó hành cho mình sấp mặt luôn này, cái đậu xanh nhà nó. Một đứa đầu tiên lên bảng. Ui, đồ ngon đấy. Đồ này thì thơm rồi anh em. MP40 các kiểu. Chất. Không ngậm nick này. Anh em đã thấy đồ ngon chưa? Anh em thấy đồ chất chưa? Này. Đồ này cũng ngon nữa thì đồ nào ngon? Bông keo có một quả thôi ấy. Tí phải đi kiếm thêm nhiều vào anh em. Phải nhớ bông keo và mới sống dai được. 3 luôn, thiếu cái giáp 3 nữa, hoặc tí nâng cấp cũng được rồi. Bắn súng này. Ủa, gì vậy trời? Qua đây đi. Toàn tiếng chú không à, đúng rồi. Làm gì có tiếng quạt PC đâu anh em. Nghe sao sao chứ anh. Đấy anh em nghe sao sao chứ. À, một bạn hôm qua là mình gửi code bị lỗi nhá. Code ba lô nhện thì phải, bởi vì là mình lỡ delete mất cái Gmail. Nhưng mà hỏi thật boy lộc có phải không? Em hỏi thật mà, để anh gửi lỗi code mà. Có một bạn anh gửi lỗi thôi. Let's go nào. Cái đạn đầu tiên quá, vãi cả trưởng, thằng nào gáy đây. Gáy khét thế, từ từ anh em ơi. Này ăn gì gáy khét thế, từ từ bạn ơi. Đừng gáy khét thế. Bữa trên cũng gáy này. Anh em tụi nó bắn nhau chưa? Bắn nhau dã nhau như trong phim trưởng luôn. Anh em thấy kinh chưa? Kinh hồn chưa? Không có lựu thì cho lựu choáng lên chơi chơi thôi. Đây gọi là ném lựu xương xương. Vãi cả nồi. Ném lựu như tôi thì hỏng. Ném lựu như tôi thì hỏng anh em ơi. Thì hỏng luôn này. Rút đồ cho lắm vào em ơi. Rút đồ cho lắm vào. Để rồi lại ra đi. Cái này người ta gọi là shipper chân chính này anh em này. Rút đồ cho lắm để ra đi nhá. Để tặng cho cái địch đồ nhá. Ra đây này. Vỡ đầu. Rút đồ cho lắm vào, lại thêm một đứa nữa. Lên đây cống xác này, cảm ơn nhá. Bom keo này. Đấy. Chúng nó lên đây cống xác anh em ơi. Cảm ơn. Sửa giáp này. Ten, let's go nào. Đủ chắc là em rồi hả? Vô Gmail không thấy đâu. Còn hôm trước thì mình không nói, còn hôm qua thôi. Hôm qua là có một bạn mình không gửi được. Bởi vì là sáng nay mình thế nào mình nhấn vào nút cắt mất Gmail của bạn. Đơn giản thôi, nếu mà lỗi thì mình gửi lại thôi. Nhưng mà mình hỏi thật mà. Đấy. Anh em không trêu nhá, anh em trêu là hỏng. Không được. Không nhận được code lỗi thì anh em phải đòi kẹo chứ đúng không? Anh em không đòi thì khỏi trả code luôn anh em. Bởi vì mình đâu nhớ ai đâu. Đây, chuẩn bị cái đầu nào anh em. Chắc là mình sẽ anh cứ ném hai củ đã. Lên cái đầu gáy tiếp thôi anh em. Email của em là Dân Tuấn Lộc à? Ok luôn, anh ghi nhận. Chờ anh xíu tí copy cho. Mai gửi lại ghost code nha. Ghost code ba lô nhện phải không nhỉ? Đúng rồi, anh nhớ là vậy. Đây, copy lại cái này này. Được rồi anh em. Tiếp tục gáy nào. Bên này. Có đường giáp này. Ui, thế là mình chuẩn bị có giáp A rồi. Ngon ghê ta anh em. Làm gì mà hôm qua em trúng. Bạn nào trúng thì anh gửi hết rồi nhá. Đi nào anh em. Then. Đây đấm nè. Cháu không nhớ ai vì là việc đôi lúc quên. Thi thoảng quên mà anh em. Anh em nào mà trúng thưởng thật thì anh em phải đòi nhá. Nhưng mà các bạn đừng trêu nha. bởi vì mình đâu có code nhiều để tặng cho tất cả mọi người đâu. Anh em lại bảo cứ trêu là ui em là em đấy, là em đấy thì chịu rồi. Đi đi, nó ngay bên này, nó ngay bên này. Đón đâu anh à, đón đâu anh à, đón đâu anh à, đón đâu anh à. Nó tính đón đâu mình cơ anh em. Tính đón đâu mình à. Xong luôn, thằng bé lại lên bảng. Vậy là trận này mình cho bốn đứa bé lên bảng rồi. Nào, 19 thằng nữa, đông lắm anh em ơi. Phải nói là rất là đông luôn anh em ạ. Nên là cứ qua đây, xem sấy được thằng nào thì cứ sấy thôi anh em. Ăn được thằng nào thì cứ ăn thôi, chứ không phải ngại gì cả. Đấy, đứa nào láo toét là cho lên bảng điểm số hết. Vậy thôi, à vậy thôi. Lại còn vậy thôi, mình chết dở nhỉ. À, có bạn nào chưa theo dõi mình không nhở? Anh em nhấn vào theo dõi ủng hộ cho mình nhé. Mười chín thằng. Đâu ra 19 thằng nữa đây. Đây là mới là bom 1 thôi anh em ơi. Bom 1 thì thu còn lâu lắm. Pin 12% này. Chắc chưa nốt trận với anh em nhé. Nốt trận này với anh em mình off livestream nha anh em. Lái xe đi săn mạng thôi. Cuộc sống bây giờ nghèo khổ quá mà anh em. Lái xe đi săn mạng nhá. Lên xe, let's go nào anh em. Có đây, có ai, có đây. Chưa thấy ai. Nhưng mà chắc chắn anh em sẽ sớm thấy người mà thôi. Quất thẳng qua đây nè. Hợp lý luôn nè. Ui 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 ui. Ăn đấm đã. Ăn rơi cái nấm bát củi cho nó full luôn. Mau nghe lại 10 kill top 1 hả? Ok luôn, anh sẽ cố gắng nha em ơi. Cố gắng quất 10 kill top 1 là đủ tiêu chuẩn rồi. Không cần nhiều đâu. Chỉ cần đủ thôi anh em. Qua đây, qua đây. Người đâu cả rồi ta anh em. Tìm không ra người thì đấy nó mới là vấn đề chính này. Ây da. Trong nhà đây rồi thằng kia đứng lại điệu hồn em ơi, nào điệu hồn này, láo cho lắm em ơi. Nào nữa, qua đây mà chơi này. Anh đang đứng đây ngay đây nhá. Thế là xong anh em. Đâu khó khăn gì đâu anh em. Lên bảng. Ngáo này. Ôi thằng má pin yếu rồi. Thế thì phải chơi nhanh thôi anh em ơi. Không pin yếu nó sập thì chết. Thì hỏng. Let's go, let's go. Mấy thằng ngáo ra mình cơ. Thế chắc ở đây vẫn đang còn một đứa nữa anh em ơi. Mình nghĩ vậy. Giáp của mình là còn mới lắm. 32 phải sau 32 giờ nữa mới thu lại cơ. Lâu mà anh em. Thế này thì bọn nó thu lại lâu dã man rồi. Top 1 nhà anh Si, ok anh sẽ cố nhá. Thế trên này không ạ? Cái gì kìa UAV à? Vào luôn. Có ai không đây? Ui một đứa ngay đây. Láo à? Cái gì đấy? Láo à? Cái gì đấy? Láo vãi chưởng anh em. Sấy xe của kẹo. Không biết lễ phép à? Có biết lễ phép là gì không vậy? Tí nữa tốn một cái túi máu. FP nó tự cộng mà anh em. Thiếu một máu cũng bơm thì mới gắt chứ. Là do mình nhấn lộn thôi anh em. Nhớ một cái để chặn mịt hả? Đúng rồi, hợp lý luôn, để chặn lựu luôn anh em ạ. Cái gì cũng chặn luôn. Trên trò chắc là có một đứa. Đúng không? Không có. Thế mình tưởng có người cơ. Một đứa nãy vừa ở trên mà. Tìm đâu ta anh em. Lái xe nào. 7 đứa rồi, 7 kill rồi. 3 kill nữa là chuẩn top 10. À là chuẩn 10 kill nha anh em. Ừ, mình cũng đang ở top 9 thật. 3 kill nữa. Tất nhiên là mình không để chết sớm rồi anh em, hãy cố gắng top 1 10 kill nhá, hoặc có thể hơn nữa. Láo với cán bộ là vô cổ luôn nha. Trên này. À đây, ok một đứa này. Thanh niên là nhà với cán bộ à? Là nhà với cán bộ à? Là 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 với cán bộ à em ơi. Ok này. Rồi vào bo. Vào bo anh em. Mình có FP mà, FP nó tự cộng vào mà anh em. Tốn bao nhiêu đâu. Đúng rồi, let's go nào. Cũng gần mod nữa cơ, không ngại lắm. Tên bo tiếp theo thu ra khu cắm trại nhá. 8 kill rồi. Còn 2 kill nữa. 2 kill nữa chuẩn 10 kill này. Đấy. Xem nào. Xe nát nhưng mà vẫn ngon lắm. Xe nát nhưng tốc độ chạy cứ phải gọi là tít mù anh em, mà chạy tít mù luôn. Chạy vẫn ổn anh em yên tâm. Đáng lẽ ra Garena Free Fire nó phải cho thêm như kiểu là xe nát thì xe nó sẽ bị chạy chậm đi ấy, hoặc là chạy bị đảo anh em khó chơi đấy. Chứ như này xe nát vẫn chạy ngon thế này nó không chân thực lắm phải không anh em? Đấy, qua đây. Ở xa có một người ấy hả? Anh đâu nhìn thấy đâu. Hoặc là anh chạy nhanh quá này, không thấy. Giờ chẳng thấy ai cả. 11 giờ đã qua thu rồi. Đúng rồi, nát vẫn ngon anh em ạ. Này, nát vẫn chạy. Tốc độ bàn thờ. Có xe mới, Một ít có chưa vậy? Một ít có rồi. Có xe mới. Lấy tí máu đi, cần thiết hơn mà. Đây anh em, một con xe mới cứng luôn. Chưa đứa nào lái luôn này anh em này. Đấy. Cái này không ngon hơi phí. Xem nào. Nguy pin còn 8% chiến đấu với tử thần rồi anh em. Đang chơi hay làm quả hết pin mất tốp thì đúng là nản. Nhưng mà điện thoại mình pin nó tụt từ từ lắm anh em yên tâm. Nói chung là anh em cứ yên tâm ở mình. Đấy, pin nó chơi hết nhanh vậy đâu. Cố gắng kiếm 2 kill nữa. Mấy kill top 1 là hợp lý. Nhờ. Anh em thấy hợp lý chưa? Thính thì nhiều nhưng mà kiếm người. À đây, đây một đứa đây. Một đứa này anh em này. Súng bị sạp ta. Anh em. Bé còn tí máu thôi. Lên bảng đi. Còn tí máu chấp nhận lên bảng đi em ơi. Làm sao sẽ được kẹo. 2 kill nữa. 2 thằng nữa anh em. Sắp top 1 rồi. Top 1 đang đến rất gần rồi anh em ơi. Bây giờ chỉ xem là chúng nó ở đâu rồi là quất nốt thôi anh em. Hello anh em, kẹo đang cố đây làm nốt top 1 phát. Ui vãi cả trường. Đừng. Anh ơi, em có con xe mồi anh đừng dùng giảm thanh anh sấy thế. Anh đừng vậy cho anh. Anh đừng vậy chứ anh ơi. Đừng vậy anh ơi. Em có mỗi con xe cùi thôi anh ơi, đừng vậy. Anh ơi đừng phá xe của em anh ơi. Đậu xanh anh. Đậu xanh nhà nó. Đừng phá xe của mình thế chứ bạn ơi. Vào đây. Sử giác mới tinh này. Vào đây. Mình có clip qua này anh em. Câu clip qua này. Này làm gì nhau. Cái đậu xanh nó chạy qua đây à? Làm gì nhau. Ok. Thằng cuối, dựa một keo phát cả đã. Còn máu, hợp lý nhờ anh em nhờ. Một thằng nữa, top 1 đang đến rất gần rồi. Slow. Pha này 50 anh em ơi. Thằng cuối đâu? Đây rồi nhá. Ui phải cả trưởng. Đây rồi nhá. Đậu xanh này, dựa một keo cả. Làm sao kể cả chú dựa một keo nhá. Anh cũng sẵn sàng xếp một keo rồi này. Anh em. Có một quả một keo nữa. Đậu xanh này nó chạy. Nó chạy này. Dựng một keo đi. Lên bảng. Yes. 11 kill top 1. Tên quẩy nào anh em ơi, top 1 rồi nè. Một keo này xả hàng. Úi rồi ôi, còn mì này. Top 1 anh em. Úi dồi ôi, pin này có 6% thôi anh em ơi. Ok, mình có 11 km/h. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.